Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Để không bỏ qua những bản tin mới thú vị từ kênh của chúng tôi, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để có thể đón nhận những thông tin một cách nhanh nhất quý vị và các bạn nhé. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi tới phần thông tin chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Kỳ lạ, chú chó 9 tuổi toàn mặc váy áo được thiết kế riêng. Ngoài tủ đồ đầy màu sắc, Tika còn có những món phụ kiện mang đủ phong cách khác nhau. Tika là con chó xám 9 tuổi đến từ Italy. Chú chó này được chú ý nhờ có tủ quần áo chứa những trang phục ngập tràn màu sắc tươi sáng, sequin và họa tiết vui nhộn. Điều quan trọng là Tika không chỉ trông đẹp mà còn thấy rất thoải mái. Đó là sự pha trộn giữa thời trang và thực tiễn. Thomas Shapiro, nhà phát triển phần mềm ở Canada và là chủ của Tika, nói với Insider. Shapiro bắt đầu tạo trang cá nhân cho Tika vào năm 2016. Hiện tại nó sở hữu